Chào mừng các bác đã đến với video clip tiếp theo của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, đối với việc sử dụng hát karaoke trong gia đình hiện nay rất là phổ thông. Hầu hết trong gia đình của các bác đều sử dụng cho mình những bộ cấu hình hát karaoke. Có những bác lại sử dụng những dòng loa nằm và có những bác lại sử dụng những dòng loa full. Có những bác lại sử dụng những dòng loa bass 25 và có những bác lại sử dụng những dòng loa bass 30, thậm chí là to hơn. Tùy theo diện tích trong không gian phòng cũng như là điều kiện kinh tế của các bác để các bác có thể lựa chọn những cặp loa nào nó phù hợp với không gian phòng cũng như là túi tiền của mình. Và chương trình video clip lần này thì em sẽ giới thiệu đến các bác về một bộ cấu hình hát karaoke gồm có 6 thiết bị và cụ thể đó là những mẫu sản phẩm nào và giá thành của nó như thế nào. Thì ngay sau đây em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về bộ cấu hình này. Các bác nhìn thấy thì ở video clip lần này thì em sẽ sử dụng đến 2 cặp loa, một cặp loa nằm và một cặp loa full. Trước hết thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa nằm trước. Các bác nhìn thấy đây là cặp loa đến từ thương hiệu BMB, đó là dòng model 880C. Về cái cách thiết kế của dòng BMB 880C này thì các bác thấy nó rất giống với dòng BMB 2000. Đều sử dụng đến 5 loa trên một thân thùng. Tuy nhiên đối với dòng này thì nó sử dụng một loa bass có đường kính là 25cm, nó sử dụng màng giấy gần mút. Và hai bên thì các bác thấy nó sử dụng mỗi một bên sử dụng một loa trung giấy và một loa chép giấy. Ở phía dưới thì các bác thấy nó sử dụng lỗ thông ngơ hình tròn. Cái mặt e cang cũng như là về màu sắc xung quanh thì các bác thấy nó giống với dòng BMB 2000. Đối với dòng BMB 2000 thì nó chỉ khác một chút là nó sử dụng bass 30 thôi và nó có công suất lớn hơn một chút. Đối với dòng này có công suất lên tới là 1000W trên một loa, còn đối với dòng BMB 2000 có mức giá xin lỗi các bác có công suất lên tới là 1200W trên một loa. Như vậy thì các bác thấy thì nó chỉ nhỏ hơn công suất một chút thôi, cũng như là về sử dụng bass thôi. Còn về cách thiết kế các bác thấy nó rất là giống nhau. Về màu sắc đấy, đều có trở kháng là 8 ohm. Đối với dòng này thì nó đem đến tiếng bass rất là sâu, lực tiếng rất là trầm và ấm. Đặc điểm của những dòng loa nằm thì các bác biết rồi. Đối với cặp loa này thì đây là cặp loa có số CD trùng nhau các bác nhá. Có mức giá là 6.500.000 đồng. Các bác thấy một mức giá rất là hợp lý, rất mềm các bác nhá. Với tình trạng của nó thì điểm 10 luôn. Các bác miễn chê luôn, rất đẹp. Các tuyến loa thì còn rất là mỹ mãn. Về thùng vách các bác thấy đây, tuyệt vời luôn. Đấy, đây lại là cặp trùng CD. Các bác thấy một cặp loa rất là nên chơi và đáng chơi, có mức giá rất là bình dân. Đó là về cặp loa nằm. Ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là chiếc em để phía bên tay trái đây của cặp BMB 880C đây. Và thời điểm hiện tại thì các bác thấy những dòng BMB như thế này có mức giá rất là mềm. Cho nên thì các bác hãy nhanh tay lên để sở hữu cho mình những cặp loa có mức giá bình dân mà chất lượng âm thanh vượt xa tầm tiền chúng ta đầu tư. Và tiếp theo thì các bác nhìn thấy em cũng sử dụng một cặp loa full. Đối với việc sử dụng kết hợp một cặp loa nằm và một cặp loa full đem đến cái chất lượng âm thanh rất là hay. Nếu như dòng BMB, những dòng loa nằm đại khái là như vậy thì các bác thấy nó tiếng rất là trầm và ấm. Tuy nhiên đối với những dòng loa full thì bao giờ nó đem âm thanh tiếng rất là trong và sáng, làm cho lời ca tiếng hát của chúng ta nghe nó sẽ bay bổng hơn, thanh thoát hơn. Đặc biệt là những giọng bác nào yếu thì các bác hát kết hợp thêm những dòng loa full như thế này nó đem đến âm thanh rất là tuyệt vời. Đây là cặp loa DK sử dụng bass 25. Đặc trưng của những dòng loa full thì các bác biết rồi, bao giờ nó sử dụng màng giấy và gân vải. Đấy. Ở phía trên nó sử dụng một cái loa mít chép kèn làm cho âm thanh loe mở rất là rộng, là âm thanh đưa đi rất là xa, tiếng rất là sáng và bay. Sự kết hợp như thế này thì các bác thấy rất là hài hòa. Và đối với dòng loa DK Bass 25 này thì nó có công suất đầu vào là 300W và có công suất trung bình là 600W và nó có công suất maximum lên tới là 1200W trên một loa. Các bác thấy công suất của nó khá là lớn đối với dòng loa sử dụng Bass 25 như thế này. Và cặp loa này thì bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với mức giá là 7 triệu đồng thôi. Đấy, một mức giá rất là êm cho các bác nhé. Ở video clip này để cho các bác với mức giá là 7 triệu đồng thôi. Mức giá rất là tuyệt vời. Đó là về cặp loa. Đối với việc sử dụng đến hai cặp loa như thế này thì các bác cần phải sử dụng đến một chiếc đẩy 4 kênh để chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát về phần công suất cho những cặp loa như thế này riêng biệt ra, để chúng ta có thể dễ dàng khống chế điều chỉnh để nó đem đến độ an toàn cho những cặp loa như thế này. Có những dòng đẩy thì hai kênh nó có công suất lớn thì các bác có thể gộp đánh hai cặp loa đều được. Tuy nhiên thì các bác thấy thì có những cặp loa nó lại lệch nhau về cái công suất, cho nên thì các bác cái việc khống chế volume cũng rất là khó. Cho nên thì các bác nên sử dụng những chiếc đẩy 4 kênh như thế này, rất là tuyệt vời để chúng ta kiểm soát loa rất là an toàn. Các bác nhìn thấy đây là chiếc đẩy CAVS, đó là dòng model A4800, đây là mẫu đẩy 4 kênh. Đối với chiếc đẩy này thì nó cho chúng ta kiểm soát rất là đơn giản. Các bác có thể đấu riêng vào từng vế một. Đấy, các bác thấy bên này chúng ta có thể đánh cặp BMB 880C, còn bên này chúng ta có thể đánh cặp loa full. Đấy, các bác thấy đây,
chúng ta khống chế riêng biệt ra rất an toàn vì công suất của nó có độ khác biệt nhau. Đối với chiếc đẩy này thì nó sử dụng 56 xo và nó có công suất thổi ra là 800W trên một kênh, đủ để các bác có thể đánh với rất nhiều các dòng loa khác nhau, những dòng loa nằm và những dòng loa full. Chiếc đẩy mới 100% của hãng xe AVS có mức giá là 10 triệu đồng. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy đây là chiếc vang số Liker đến từ thương hiệu xe AVS, đó là dòng model MX7. Đối với việc vang số Liker như thế này, thứ nhất thì các bác có thể chỉnh trên máy tính, các bác có thể cắm vào máy tính, các bác có thể điều chỉnh các chế độ ở trên máy tính nhé. Và ngoài ra thì các bác có thể điều chỉnh bằng tay, tức là các bác có thể chọc tua vít vào đây các bác điều chỉnh như dòng vang cơ thông thường. Đấy, các bác thấy những dòng vang như thế này rất là thuận tiện. Dòng này thì tiếng rất là ok rồi, bên cửa hàng của chúng em test hát karaoke rất là nhiều, được rất nhiều bác yêu thích lựa chọn rất nhiều. Và các bác nhìn thấy nó đồng đều nhau. Bên cửa hàng của chúng em có cả mặt màu đen và có cả mặt màu bạc như thế này. Tùy theo các bác thích màu nào thì các bác có thể lựa chọn với mức giá là 3 triệu 500 nghìn đồng. Tiếp theo ở phía trên cùng thì các bác nhìn thấy đây là một bộ mic không dây đến từ thương hiệu CAVS rất là quen thuộc. Đó là dòng T4S. Dòng mic này thì các bác thấy tiếng rất sáng, tiếng hát rất trong, nó không bị bể tiếng đâu. Đây là dòng mic có thể nói mic quốc dân rồi, giá bình dân như chất lượng vàng các bác nhé. Có mức giá là 3 triệu đồng thôi. Và tiếp theo thì các bác thấy thì Yamaha cũng sử dụng một chiếc súp đến từ thương hiệu CAVS nữa, đó là dòng súp sử dụng bát 30 đánh úp gầm. Đối với việc sử dụng bát 30 như thế này thì các bác thấy khi chúng ta mở súp nó đánh tán úp xuống trần nhà, làm cho cái sóng trầm của nó lan tỏa mở rộng hơn, làm cho âm thanh của nó trầm ấm hơn. Đối với việc sử dụng hát karaoke thì các bác thêm một chiếc súp như thế này nữa thì nó đem đến cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Và chiếc súp này cũng mới 100% cũng có mức giá là 6 triệu đồng thôi. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip lần này thì em cũng đã quay giới thiệu đến các bác về bộ cấu hình này rồi, gồm có 6 thiết bị. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn nhạc nền thôi để các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình này. Ở video clip sau thì em sẽ test một đoạn hát karaoke để các bác cùng tham khảo. Có thấy em đang mở nhạc mạng cho nên thì nó lại đang quảng cáo à. Mở ví VNPay, gì, thích các bác gì chờ trong lát. Đấy. Chọn gói đi đâu cũng rẻ. Các bác nghe thực tế thì âm thanh của nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là thông qua cái điện thoại của em thì nó không phát huy được hết cái hay của bộ cấu hình này. Đặc biệt là về tiếng trầm các bác nhá, nó không thu hết được cái sóng trầm đâu. Có thêm trầm thì tiếng nó rất là hay. Các bác thấy kết hợp loa nằm và loa full thì các bác thấy vừa có độ trầm ấm và vừa có độ trong sáng, tiếng rất là bay. Đấy, rất tuyệt vời. Các bác thấy đi, ở video clip lần này thì em cũng đã test qua một đoạn nhạc nền trên bộ cấu hình này rồi để các bác có thể tham khảo. Và cuối cùng thì nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.